đây là cái mô hình của sáng chế Metro STC, Metro sẽ chạy dưới sông, nó không cần phải làm đường. Đấy. Thì bây giờ là cái này á, nó chạy bằng điện, cái tàu này nó chạy bằng điện trên sông, thì bây giờ phải có cái hệ thống cung cấp điện. Thì cái hệ thống này nó tương tự như Metro ở chạy trên đường Bến Thành Suối Tiên rồi đó. Đó, nó tương tự với cầu này, chứ nó không có cần phải nặng, nó lớn nó nặng chi mà cho nó tốn kém. Đấy, là tại vì sao, nó chỉ là để dẫn điện cho cái motor của tàu điện từ Metro STC này chạy thôi. Đấy, ngoài ra nó phải có cái dẫn đường, nó vừa truyền điện, thấy không, dẫn được. À, nó dẫn là do mấy cái đó. Đó. Thì cái này á, là mực gì mực nước nó lên xuống, thành ra cái que này nó giãn giống như tàu điện, cái que nó cũng phải co giãn, thấy không, mực nước lên nó co trở lại xuống thì nó giãn xuống đó, thấy không. Còn là cái những cái cột mà truyền điện này nè và dẫn đường này thì nó phải nằm ở trên bờ sông. Đây, bờ sông thì đây, nó đưa ra để sao, để cho tàu chạy dưới này đó nó không có bị cái trụ này à. Thì chúng ta thấy nó ít tốn kém. Đấy, cái xe tàu mà treo thì nó treo cái trụ thì là phải vững chắc, phải cứng cột đèn đó. Đấy, để dẫn điện đi, như là Metro Bến Thành Suối Tiên hay Cát Linh Hà Đông. Đấy, rồi rất đơn giản, cái này đơn giản lắm, thấy không. Tôi giờ tôi tóm lại nè, tàu điện từ Metro CCM chạy bằng điện y như là Metro nhưng mà chạy dưới sông, không cần. Còn đây là những cái trụ để chỉnh cho nó. Thì Metro Bến Thành Suối Tiên hay là có khác, nó có cổ mà dẫn điện cho nó chứ, cung cấp điện cho nó. Thì cái này chức năng nữa, cái dẫn điện nó còn dẫn đường do những cái trụ, những cái que này nè đó, nó lúc nào cũng phải đi theo cái thanh này. Rồi, xin hết.